Xin chào tất cả các bạn. Phần viết câu không đổi nghĩa hầu như là một phần bắt buộc trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10. Thì hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn tổng hợp 100 câu của các đề thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ thường. Các bạn có thể tham khảo 100 câu viết câu không đổi nghĩa trong chương trình lớp 8 ở trong kênh ha. Vì các câu trong chương trình lớp 8 của chúng ta cũng có những câu mà khó tương đương như những câu như thế này, để các bạn có thể ôn tập lại luôn. Bây giờ chúng ta sẽ làm từng câu một. Câu số 1. Không có ai nói với tôi về cái người mẹ bệnh của cô ấy. Thì bây giờ cái câu này các bạn, người ta cho các bạn viết bắt đầu bằng chữ ai là tôi. Thì các bạn quan sát ở trên đây nè, là chữ me. Chữ me ở trên đây là object, là tôi là object. Còn ở dưới đây các bạn, chữ I là thành subject. Thì câu này người ta gợi ý cho các bạn chính là câu bị động. Thì câu bị động, chúng ta có cái công thức chung là to be cộng V3. Ở trong kênh đó các bạn đã trình bày một cái video cụ thể về bị động ha, các bạn xem, bởi vì nó rất là dài. Ở đây chúng ta sẽ tập trung vào giải quyết cái đề thi, những cái câu viết trong đề thi này. Vì vậy chúng ta sẽ nói sơ qua. Đây là câu bị động của thì gì? Của thì quá khứ. Vì sao viết thì quá khứ? Động từ là chữ told. Rồi, vậy thì câu bị động viết như thế nào? Chúng ta có công thức chung là be cộng V3. Ở đây trong trường hợp này ai nên các bạn dùng chữ was. Rồi, V3 của chúng ta là told. Ở trên là không ai nói với tôi, có nghĩa là tôi không được nói. Ở đây các bạn không cần bởi ai đó gì hết ha, chúng ta tự hiểu. Rồi, I wasn't told, các bạn viết lại hết about her sick mother. Rồi, cuối câu là dấu chấm. Rồi, các bạn lưu ý nha. Đây chính là câu bị động thì quá khứ đơn. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 2. Tôi muốn bạn giúp đỡ tôi làm bài tập này. Thì câu ta cho các bạn would you mind. Would you mind chính là câu đề nghị các bạn, dù cho nó là câu hỏi nè. Dù cho nó là câu hỏi nhưng nó được xếp vào câu đề nghị. Và thông thường câu trả lời là yes đó các bạn. Câu đề nghị thì ở các chương trình đó các bạn, từ lớp 6 chúng ta đã học rồi ha, là let's nè. Let's, what about, how about, why don't we, why not work in. Còn ở trong chương trình lớp 9 này ta dùng would you mind. Would you mind các bạn dùng động từ thì các bạn dùng work in nha. Còn nếu như các bạn dùng chữ if thì nó sẽ if loại 2. Trong trường hợp này chúng ta dùng động từ trực tiếp với nó là would you mind. Động từ của chúng ta là từ have nha, have been. Rồi viết lại hết, me do this exercise. Rồi. Thỉnh thoảng thì câu would you mind các bạn, would you mind các bạn dùng if. Bởi vì biến thành cái câu điều kiện loại 2, trong trường hợp là chúng ta dùng put in luôn. Các bạn lưu ý là would you mind còn put in, còn would you like còn to verb. Bây giờ câu số 3 này các bạn. The manager là giám đốc nè, phải ký cái check là cái tờ ngân phiếu á. Ở đây các bạn thấy phân tích này ha, cái câu chúng ta là the manager là subject, must sign là verb, còn the check là object. Bây giờ người ta đưa object cái đầu là đây chính là câu bị động nha các bạn. Rồi, thì trong cái chương trình ngữ pháp từ lớp 6 đến lớp 9 á, các bạn quan sát thấy thì chúng ta không có nhiều nha. Còn cái câu của chúng ta thì nó chỉ xoay quanh một số điểm ngữ pháp này thôi. Bị động thì các bạn có tới 8 thì ha, nói chung là 8, 8 thì mỗi thì nó có những cái thể khác nhau. Mà mỗi câu bị động hay câu chủ động trong mỗi thì có thành 32 câu các bạn. Rồi bây giờ chúng ta viết nè. Câu này chính là câu bị động của động từ khiếm khuyết là must, can, may, might, will các bạn. Những cái từ đó thì các bạn viết lại, hơi viết lại. Rồi. Các bạn thêm be dính giữa, các bạn biến thành động từ V3.
Ở đây có by ha, by the manager. Đây chính là câu bị động của động từ khiếm khuyết. Và công thức của chúng ta là động từ khiếm khuyết cộng be cộng V3. Bây giờ chúng ta qua câu số 4 các bạn. Tony không có thời gian rảnh rỗi, vì vậy anh ta không thể chơi bóng đá với bạn của anh ấy. Thì đây người ta bắt các bạn viết lại là câu if. Thì trong chương trình lớp 9 là các bạn được học hai câu if. If loại 1 là có thể xảy ra. If loại 2 là trái với hiện tại. Câu này nè các bạn, câu này là hiện tại là Tony không có thời gian, vì vậy Tony không chơi được đá banh. Thì chúng ta nói nếu có nghĩa là trái với hiện tại các bạn. Thì các bạn dùng loại 2. Rồi loại 2 cấu trúc như thế nào? Cấu trúc là một cái là quá khứ đơn đi với mệnh đề if, nếu Tony quá khứ đơn có các bạn. Ở trên người ta dùng chữ have, ở dưới đây các bạn dùng chữ had. Rồi free time phải nha các bạn, khó cái này đây phải nha, không có xôi đây hết á. Thì rồi vế sau các bạn có thể dùng would hoặc các bạn có thể dùng could. Ở trong bài người ta dùng là chữ can đó các bạn, thì các bạn có thể dùng chữ could tốt hơn. Play football with his friend chấm nha các bạn, nhớ chấm nha. Rồi các bạn nhớ chấm cuối câu, nhớ chấm. Đây chính là câu if loại 2. Thì để làm tốt cái phần này á là các bạn phải biết được cái cấu trúc câu mà chúng ta sẽ sử dụng. Nhiều bạn thấy dễ ha, viết xuống nhưng mà lại chật lấp, bởi vì các bạn sai một chữ các bạn sẽ sai thôi. Bởi vì khúc này nè, bạn đã dùng thì quá khứ đây các bạn sai, thầy cô sẽ ngó chỗ này, chứ ngó chỗ này thôi, không có nhiều các bạn. Bây giờ các bạn qua câu số 5. What a pity, thật là đáng tiếc, tôi không thể nói tiếng Anh lưu loát. Thì đây chính là câu ước các bạn. Ở cái chương trình lớp 9 á, hệ thường á, của chúng ta, thì câu ước của các bạn là loại trái với hiện tại. Thì các bạn dùng quá khứ ha. Tôi ước rằng tôi. Ở bài nó dùng can á, can là hiện tại các bạn, thì các bạn dùng cái could biến thành quá khứ. Có thể nói tiếng Anh fluent. Chấm nha, các bạn nhớ chấm cho nó trọn vẹn câu. Đây chính là câu ước loại 2. Bây giờ chúng ta qua câu số 6. Cái ngôi đền được xây dựng trong thế kỷ 14 và chúng tôi viếng thăm nó cách đây 2 tuần. Đây chính là câu mệnh đề quan hệ. Vì sao người ta cho các bạn từ which ra? Rồi, ta cho các bạn từ which nè. Rồi, mệnh đề quan hệ chúng ta đã được học ở chương trình lớp 9 rất là thân thuộc ha. Cái ngôi đền, cái mà chúng tôi. Rồi, viếng thăm. Viếng di tích giữ nguyên nha. Rồi, bạn nào viết chữ x chỗ này là sai, thầy cô giáo sẽ nhìn tới chỗ chữ x đây nè. Bạn nào viết chữ x đây là sai nha. Các bạn lưu ý không có chữ x. Chỗ đây không có. Lưu ý nha, bạn nào viết sẽ sai á, bỏ chữ x đây đi. Ở cái mà chúng tôi viếng thăm 2 tuần cách đây, 2 weeks ago. Tiếp nha các bạn. Rồi, được xây dựng tới động từ nha, được xây dựng trong thế kỷ 14. Rồi các bạn viết xong các bạn chấm cái nha. Chấm một cái. Đây chính là câu mệnh đề quan hệ. Và lưu ý chữ x này nè là không có. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 7 các bạn. Người ta đã thuần hóa những con mèo hàng ngàn năm. Rồi, người ta thuần hóa những con mèo. Ở dưới đây ta cho các bạn chủ ngữ là con mèo nè. Rồi, đây chính là câu bị động nha. Bị động của thì gì? Của thì hiện tại hoàn thành. Một số bạn sai chỗ này nè, những con mèo. Các bạn dùng chữ has. Đó, các bạn lưu ý,
chủ ngữ mới. Cũng là thì hiện tại hoàn thành, nhưng các bạn phải coi là số nhiều hay là số ít. Ở đây số nhiều nha. Rồi, thì hiện tại hoàn thành cấu trúc của chúng ta là has been cộng với 3. Chúng ta có từ domesticated là thuần hóa các bạn. Ở đây các bạn có by people, các bạn không cần có nha. By people không cần có. Rồi, for thousand of year. Trăm cái. Đây chính là câu bị động. Câu số 8. Trẻ em không thể đi cắm trại bởi vì thời tiết thì xấu. Bây giờ lại đây có if rồi các bạn. Hiện tại nè, không đi bởi vì thời tiết xấu. Thì trái với cái hiện tại chúng ta dùng if loại 2 ha. Trái với hiện tại chúng ta dùng if loại 2. Bây giờ nếu ở trên bài là nói, nếu ở trên bài là thời tiết quá xấu, thì nếu thời tiết thì không quá xấu. Và chúng ta dùng phủ định lại ha. Một số bạn nói, một số bạn thì dùng là was good để cũng được. Ok các bạn. Nhưng có một số tính từ các bạn không biết từ trái nghĩa của nó thì nó sẽ khó. Ở đây các bạn dùng ngược lại cho nó chắc nha. Các bạn dùng ngược lại cho nó chắc. Rồi. Hoặc các bạn hãy dùng là was good. The children. Rồi, can các bạn chuyển chữ could nha. Ở đây không có not nha. Could go camping. Chấm nha. Rồi, đây chính là câu if loại 2. Bây giờ câu số 9 nha các bạn. Nếu tôi là bạn, ông Black, tôi sẽ cut down on là cắt giảm đó các bạn. Trên cái việc hút thuốc và tham dự cái lớp học yoga. Ông bác sĩ Tram Kron nói. Nếu tôi là ông Black à, tôi sẽ giảm hút thuốc và tham dự lớp học. Ông bác sĩ Cameron Queen advice Queen nha các bạn. Queen 2. Queen ông Black. Rồi, advice someone to do something. Rồi, to các bạn. To chính là cut down on. Ở chỗ này quan trọng là chữ hit nè. Smoking and attend a yoga class. Chấm nha các bạn. Xong. Đây chính là câu tường thuật, câu trực tiếp gián tiếp á. Các bạn xem một cái video riêng về cái phần này nha, bởi vì nó khá dài. Ở đây chúng ta sẽ tập trung vào cái việc giải đề, không đi chuyên sâu. Câu số 10. Emily thì bệnh ngày hôm nay. Cô ta không thể đi đến trường. Rồi, đây chính là câu if luôn các bạn. Nếu Emily không bệnh sick phải đó các bạn. Cô ấy nè. Rồi, can các bạn chỉ là could nha, bởi vì loại 2, một vế là quá khứ đơn, một vế là could cộng với 1. Go to school. Chấm. Câu số 11. Bạn có cái thời gian tuyệt vời ở đây. Giáo viên hỏi tôi. Rồi, đây chính là câu tường thuật. Tường thuật của câu gì? Tường thuật của câu yes no. Tường thuật của câu yes no thì có thể có chữ if hoặc chữ whether. Đây là có chữ if. Các bạn theo dõi cái video chuyên đề về cái câu tường thuật này nha. Nó rất là dài các bạn. Rồi, if nè, are you thì thành là I was. Lùi thì các bạn ha. Rồi, lùi thì are you thành I was. Không phải là was you nha, was I nha. Ở đây không có hỏi gì đây hết. I was having a wonderful time. Here các bạn chuyển thành chữ there. Một số bạn hay quên cái này. Chấm một cái. Chữ này có một số bạn hay quên. Các bạn lưu ý câu này các bạn phải lùi thì và biến đổi một số từ nếu có ha. Ở trong cái video hướng dẫn á, chuyên về phần này đã chỉ cho các bạn đầy đủ, không thiếu cái gì hết. Các bạn bắt buộc phải thuộc. Câu số 12. Nó là một cái bài tập khó nè, đến nỗi chúng tôi không thể làm nó. Các bạn lưu ý ở đây các bạn có từ set rồi. Ở đây các bạn có từ đáp. Người ta cho các bạn là set đáp thì có nghĩa là thông thường á, thì người ta sẽ yêu cầu các bạn viết lại thành so đáp hoặc là enough hoặc là to. Trong trường hợp này chúng ta dùng so đáp nha.
Nó là bài tập quá khó đến nỗi chúng tôi không thể làm nó. Bài tập thì quá khó. So cộng tính từ nha. Tính từ hoặc trạng từ nó sẽ phụ thuộc vào động từ to be này nè. Đây là to be nên chỗ đây các bạn dùng tính từ. Một số bạn cứ phan tính từ vô đại là chật lắm. Rồi difficult task nè. We couldn't do thôi nha các bạn. Chấm. Không cần chữ nó ha. Rồi, chúng ta qua câu số 13. Anh ấy thì xin lỗi, anh ta không có thể nói tiếng Anh giỏi. Anh ấy thì không phải xin lỗi ha, anh ấy thì tiếc, anh ta không thể nói tiếng Anh giỏi. Anh ấy ước rằng, đây cũng là câu ước luôn. Trong chương trình lớp 9 của chúng ta các bạn, lớp 8, 9 thì viết câu á, nó sẽ không có nhiều cấu trúc ha. Nó sẽ xoay đi xoay lại. Anh ta ước gì anh ta? Rồi. Có khả năng ở trong bài người ta dùng là is able to, ở đây các bạn dùng là was able to speak English well. Chấm nha. Các bạn có thể dùng chữ he could nha. He could speak English well. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 14. Câu số 14. Tom đã đậu kỳ thi một cách dễ dàng. Tom không có khó khăn. Đây là các cấu trúc của các bạn. Không có khó khăn. Có in hoặc không có in. Tuy nhiên phải cộng verb in chỗ này. Chắc bắt buộc phải cộng verb in. Anh ta không có khó khăn trong việc đậu nữa các bạn. Rồi cộng với nha. Quan trọng nhất chỗ này. The test. Bạn nào mà thêm easily vô đỡ sai. Bởi vì chữ easily chính là had no difficulty. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 15. Bạn của tôi không thể chạy nhanh như tôi. Có nghĩa là tôi, này so sánh ngược thôi các bạn. Tôi có thể chạy nhanh hơn ha. Faster. Rồi chúng ta dùng so sánh tính từ ngắn hơn bạn của tôi. Rồi câu này chỉ là so sánh qua lại thôi. Câu số 16, cái tin tức thì rất là nhiều, informative, cái tin tức thì rất rất là có chiều sâu. Tôi đã nghe nó tối qua. Các bạn thấy hai câu ở đây tôi cho các bạn từ new news thì thông thường hai câu người ta cho các bạn viết lại các bạn thì nó là mệnh đề quan hệ ha. Ở chương trình lớp 9 cái tin tức cái mà thay thế cho vật nha. Tôi nghe bạn nào viết chữ nó đây là sai nha, lưu ý. Last night thì rất động từ ha, thì rất có chiều sâu thì nhiều thông tin đó các bạn, ý nói vậy. Rồi bây giờ nè các bạn quan sát nha, chữ x này nha, một số bạn sẽ quên. Câu số 17, cái lần cuối cùng chúng tôi đi xem phim là cách đây 10 năm. Rồi, đây chính là cái cấu trúc rất hay người ta hay cho ra các bạn. Người ta cho các bạn công thức này, các bạn viết dưới đây hoặc là tôi cho dưới đây các bạn viết ngược lại. Này rất là hay dùng nha các bạn. Ở chương trình lớp 9 chúng ta thì các bạn dùng không, chúng ta học không có nhiều cấu trúc. Xoay đi xoay lại thì người ta sẽ cho các bạn chừng cỡ chừng 30 cấu trúc câu. Rồi, cái lần cuối cùng mà chúng tôi xem bộ phim là cách đây 10 năm. It has been, nó đã là 10 năm các bạn. Rồi, quan trọng chỗ này các bạn là since, từ khi nè. Các bạn phải có chữ từ khi. Chúng tôi. Và khó nhất là chữ này. Last saw the film. Các bạn để ý là nó phải có hết cấu trúc nha. Quan trọng nhất là chữ last nè các bạn. Last. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 18 nè. Rất là nhiều trẻ em và người lớn tuổi nè phải đi đến bệnh viện những ngày này bởi vì thời tiết nóng. Because ở đây thì người ta trong bài các bạn phân tích câu nha. Người ta cho các bạn là because of là cộng một cụm từ hoặc cộng danh từ. Ở đây này các bạn có chữ because nè. Thì cộng subject cộng verb. Rồi, because the weather.
Trong câu các bạn, người ta dùng hiện tại ha. Has to go là hiện tại đây, các bạn dùng hiện tại. So it is hot. Phải nè. Rồi, các bạn viết lại. Bởi vì thời tiết thì nóng, rất là nhiều trẻ em và người lớn tuổi phải đi đến bệnh viện. Viết lại thôi. Những ngày này rồi, câu này chỉ là câu chuyển một cái cụm từ thành một cái mệnh đề, chỗ này thôi, còn bao nhiêu viết lại hết. Câu số 19, ba mẹ của anh ấy sẽ gửi anh ta ra nước ngoài để học. Các bạn nói thấy nè, ba mẹ của anh ta sẽ gửi anh ta, có nghĩa là anh ta sẽ, các bạn, được các bạn, gửi. Ở đây chính là bị động của cái động từ khiếm khuyết ha. Rồi, from to study chỉ là câu bị động cuối cùng, nhớ dấu chấm. Câu số 20, tôi xin lỗi, tôi không thể giúp bạn bây giờ. Rồi, tôi ước gì, đây chính là câu ước loại 1. Tôi ước gì, tôi chỉ quá khứ nha các bạn, could, can, could. Ước loại 1 chúng ta dùng quá khứ, ước trái với hiện tại dùng quá khứ ha. Have you now, chấm, nhớ chấm. Câu số 21, cô ấy cảm thấy không khỏe bởi vì cô ta không có ngủ đủ. Đây chính là câu if này các bạn. Nếu cô ấy cô ấy cảm thấy không khỏe bởi vì cô ấy không ngủ đủ. Nếu như cô ấy ngủ đủ. Rồi, sleep. Các bạn lưu ý chữ chữ sleep này nè các bạn. Các bạn phải có chữ S nha. Vì sao chữ she kìa ha. Đây chính là câu if lại 1 các bạn. Bởi vì đây là cái sự việc. Nếu chúng ta xem lại ha. Cô ấy cảm thấy không khỏe bởi vì cô ấy không ngủ đủ. Nếu như cô ấy ngủ đủ, cô ấy sẽ cảm thấy khỏe. Rồi, đây chính là câu if loại 2 nha các bạn. If she slept enough. Rồi, trái với hiện tại, phải cái các bạn. Cô ấy sẽ cảm thấy khỏe, sẽ đây chính là would feel healthy. Chấm. Rồi, câu if loại 2 trái với hiện tại. Câu số 22, chúng ta sẽ đi bộ nhé. I suggest. Rồi, suggest, từ suggest này các bạn đã chỉ ra cho các bạn ở trong chương trình là nguyên một cái video các bạn, bởi vì nó hơi, cách dùng nó hơi khó ha. I suggest. Rồi, bây giờ ở đây chỉ nói nhanh cho các bạn ha. I suggest, thứ nhất là suggest cộng với in, câu này dùng được ha, dùng với in được. I suggest go in out for a walk. Chấm nha. Cách thứ hai là các bạn, I suggest we phải dùng chữ should chỗ này, khó nhất là chỗ này các bạn. Should go out for a walk. Should nha. Hoặc các bạn không cần chữ should, các bạn bỏ đi luôn. Ở đây là chữ go. Lưu ý là chủ ở đây là chữ he nè. Nếu đây chủ ngữ là chữ he thì đây vẫn là he go mà không có thêm es gì đi hết nha các bạn. Rồi các bạn xem video đó để nắm rõ hơn. Câu số 23. Cái dự báo thời tiết này các bạn. Nói trời sẽ nắng vào ngày mai. Bà của tôi đang xem nó. Cái dự báo thời tiết, cái mà bà của tôi. Đây chính là câu mệnh đề quan hệ. Đang xem. Nói. Rồi tới động từ nha. Nói trời sẽ nắng vào ngày mai. It will be sunny tomorrow. Chấm nha. Câu số 24. Thật là đáng tiếc, tôi không thể giúp bạn. Tôi ước gì, tôi
I wish I. Có thể can, các bạn chỉ input ha. Đây chính là câu trong chương trình tiếng Anh thường các bạn, ở chương trình lớp 9 các bạn cứ dùng quá khứ ở đây. Còn thi chuyên á, có thể quá khứ hoặc là quá khứ âm thanh. Lớp 9 bình thường các bạn thi các bạn cứ dùng quá khứ là được. Dù các bạn thấy rõ ràng ha, là cấu trúc câu các bạn chỉ xoay quanh theo một số câu cấu trúc thôi. Bây giờ chúng ta hãy qua câu số 25. Anh ta hỏi tôi cái dù thì ở đâu. Ở đây người ta cho cái chữ he các bạn. Anh ấy hỏi. Rồi, anh ấy hỏi rằng cái dù thì ở đâu. Thì đây chính là câu tường thuật của cái câu WS, không phải có yes no. Nếu có yes no thì các bạn thêm chữ if, còn đây chính là WS các bạn giữ nguyên. Where nè các bạn, where. Anh ta hỏi tôi cây dù của bạn ở đâu. Thì anh ta hỏi cây dù của tôi. Dù chỉ do các bạn chuyển thành chữ my nha. Where my umbrella was. Một số bạn sai chỗ này đó. Một số bạn làm là where was my umbrella. Chật lấp nha, không có hỏi gì đây nữa hết các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 26. Chiếc xe cũ của họ, họ nè. Họ nè các bạn. Họ đã bán chiếc xe cũ của họ từ tháng vừa rồi. Ở đây chiếc xe cũ của họ bị động ha. Has, quan trọng nhất chữ has. Rồi, been sold. Rồi, since, viết lại hết. Đây chính là câu bị động không có gì hết. Chúng ta khá thân thuộc ở trong chương trình lớp 9. Câu số 27 nè các bạn. Anh ta tham gia trong các hoạt động của trường. Sức khỏe của anh ta thì nghèo. Ở đây các bạn, người ta bắt các bạn dùng cái từ inspire nè. Inspire. Thì các bạn biết rồi ha. Chúng ta có on do, even do, cộng s, cộng v. Inspire of. Rồi cộng danh từ hoặc cộng danh từ. Ở đây bất chấp cái cụm danh từ nha các bạn. His health. Rồi his health có chữ vua bỏ đầu, bỏ trước danh từ vua. Bất chấp cái sức khỏe nghèo nàn của anh ta. Phẩy cái các bạn. Viết lại câu trên. He take part in tất cả các hoạt động in on of his school. TVTs chấm nha các bạn. Rồi câu số 28. Họ sẽ gửi một cái xe cứu thương tới trường của tôi trong 10 phút. Một cái xe cứu thương bị động ha. Will của động từ khiếm khuyết be, be ba, sent. Rồi một cái xe cứu thương sẽ được gửi tới cái trường của tôi, tới ngôi trường trong 10 phút. Câu số 29. Tôi đã không gặp cái người đàn ông xa lạ này trước đó. Đây là lần đầu tiên. This is the first time. This is the first time các bạn. Đây là lần đầu tiên tôi. Các bạn lưu ý ở chỗ này. Khi mà nói đây là lần đầu tiên, đây là lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, vân vân, thì phải sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Đây là lần đầu tiên tôi đã gặp. I have met this strange man. Các bạn lưu ý là các bạn không có dùng chữ before nữa nha. Các bạn dùng chữ sai á. Các bạn lưu ý ha. Làm gì thì làm, chỗ này phải sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Bởi vì đây là lần đầu tiên. Có nghĩa là lần đầu tiên thì các bạn có thể gặp lần thứ hai, thứ ba, thứ tư các bạn. Thì hiện tại hoàn thành diễn tả một hành động kéo dài từ trong quá khứ đến hiện tại, thậm chí đến tương lai. Bạn gặp lần một, có thể bạn sẽ gặp lần hai, lần ba. Câu số 30. Đừng có làm quá nhiều tiếng ồn. Mấy đứa trẻ, anh ta nói. Anh ta nói. Chúng ta có câu công thức các bạn là told someone. He told the children. Ở trong đây các bạn dùng theo chữ the vô ha.
bởi vì ở trên nó có dấu phẩy, nó không dùng chữ the. He told the children, told someone, to do something, to make. Rồi tuy nhiên các bạn có chữ not thì chúng ta phải để trước chữ to, not to, không được to not, lưu ý nha. Rồi viết lại, not to make, viết lại too much noise, nhớ chấm. Rồi câu số 31, hãy giúp đỡ người vô gia cư trong cái cộng đồng lân cận chúng ta, Maria nói. Rồi Maria suggest, suggest chúng ta đã nói cách sử dụng rồi, ở đây chúng ta làm luôn. Maria suggest giúp đỡ, cộng gốc in nha. Rồi người vô gia cư trong cộng đồng neighborhood, chấm chấm nha các bạn. Câu số 32, tôi cuối cùng nè các bạn, tôi cái lần cuối cùng nói chuyện với anh ta cách đây 5 tháng. Cấu trúc này tôi rất hay cho các bạn trong chương trình nha các bạn, từ đến lớp 8 có rồi, mảnh đi mảnh lại sẽ không có nhiều cấu trúc, các bạn cứ học nắm vững nha các bạn. Người ta cho chéo qua chéo lại cho tới cho lui các bạn phải làm được. Tôi cái lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh ta là cách đây 5 tháng, tôi đã không nói chuyện, thì tạm thành nha, I haven't talked to him. Quan trọng nhất là chỗ này, bởi vì ở dưới câu này á các bạn dùng thì hiện tại hoàn thành, nên các bạn phải dùng chữ since cho điểm thời gian. Trong câu này là 5 months á, 5 months, nên các bạn dùng chữ for 5 months, chấm. Câu số 33, Michael thì không cao, vì vậy anh ta không thể trở thành một phi công. Michael thì không, câu này người ta gợi ý các bạn dùng chữ enough nha, các bạn nào không biết dùng chữ enough sẽ không làm được. Michael is not tall enough. Rồi tính từ cộng enough, for someone nếu có, câu câu này không có for someone, cộng to, verb become a pilot, chấm nha. Câu số 34, sinh viên trồng rất nhiều cây ở năm học vừa rồi, rất nhiều cây, đây chính là câu bị động, rất nhiều cây, của thì gì, của thì quá khứ đơn, chủ ngữ mới là số nhiều hay số ít, là số nhiều, were planted. Ở đây cần 3 nha các bạn, bởi vì chữ này chúng ta không bỏ được, people những từ nói chung chung các bạn bỏ được. Last year, last school year, chấm cho trọn vẹn nha. Câu số 35, ngày nay người trẻ chú ý nhiều tới những cái lễ hội truyền thống hơn là họ chú ý cách đây một vài năm. Some years back, cách đây một vài năm, đây chính là cái đề thi này, đây là những cái câu mà lấy trong cái đề thi nha các bạn, đề thi cho tuyển sinh vào lớp 10 á. Vì vậy những câu chúng ta rất là chất lượng, rất là hay ha, các bạn theo dõi ha. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và like video nhé. Some years back, một vài năm trở về trước, young gì, young people, young people, ở trên các bạn là chú ý nhiều hơn, ở dưới đây các bạn some years back, ở trên chúng ta xem lại câu này nha, ngày nay người trẻ chú ý nhiều hơn họ làm trước đây, thì có nghĩa là some years back các bạn, có nghĩa là một vài người trẻ trước đây á. Rồi chú, thì chú ý ít hơn, nhưng chỗ này các bạn phải dùng chữ quá khứ, bạn nào dùng thì hiện tại chỗ này sẽ sai. Rồi some years back, young people pay, ở trên là more attention, các bạn dùng chữ less attention. Rồi viết lại hết nè, to traditional festival then, đây. Rồi chỗ này thì các bạn lại chọn là chữ do, then they do. Do gì?
Now a day. Now a day ở đầu á, các bạn chuyển sang. Các bạn lưu ý câu này nha. Câu người ta cho các bạn là so sánh hồi bây giờ thì nhiều hơn ngày xưa, còn ở dưới á, ngày xưa thì ít hơn bây giờ, nên thì nó ngược lại, lưu ý nha. Câu số 36, đây là lần đầu tiên họ đã trải qua cái cảm giác tuyệt vời trong không gian. Rồi, chúng ta đã biết cấu trúc rồi, đây là lần đầu tiên. Họ đã chưa bao giờ, kiếm cái động từ bỏ vô, experience, trải qua cái cảm giác như thế này trong không gian. They have never experienced the wonderful feeling in space. Các bạn hãy sử dụng cái từ sách để cho nó hay các bạn. Sách. A wonderful feeling in space. Chấm. Rồi, chúng ta dùng công thức sách A tính từ cộng danh từ ha, cho nó hay. Họ chưa bao giờ trải qua cảm giác tuyệt vời như thế này trong không gian. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 37 các bạn. Chúng ta nên dạy người trẻ để mà quan tâm đến môi trường. Tôi đề nghị người trẻ. Câu này là có cái từ subject nhưng nó khó một chỗ các bạn. Chỗ này các bạn phải dùng bị động. Đây là chủ ngữ nè. Subject cộng chủ ngữ ha. Các bạn thay xem cái video về subject các bạn sẽ rõ hơn. Tôi đề nghị children suốt các bạn. Có suốt ha, subject phải có suốt. Không có thể khó. Suốt be. Giờ suốt be gì? Talk. Suốt be talk to care for the environment. Chấm nha các bạn. Nếu như các bạn không có từ suốt thì chỗ này chữ be nha. Lưu ý ở chỗ đó, bạn nào dùng chữ is and I was sai hết. Câu số 38, các tài xế và các hành khách nè, phải fasten, phải làm chặt seat belt là cái dây an toàn trong xe hơi các bạn khi mà di chuyển bằng xe. Nó thì bắt buộc cho it is cộng tính từ for someone driver và passenger. Rồi, it is cộng tính từ cộng for someone cộng to nè các bạn, to fasten the seat belt. Rồi, viết lại hết các bạn. When traveling in cars. Chấm. Câu số 39. Cái xe máy của anh ta thì đắt hơn xe của tôi. Rồi, có nghĩa là xe của tôi, motorcycle, thì rẻ hơn. Các bạn, chỗ này các bạn có rất nhiều cách nha các bạn. E cheaper cũng được hay là e less expensive cũng được. Ở đây chúng ta dùng e cheaper ha, cho nó lạ. E cheaper than his là được rồi nha các bạn. Không cần his motorbike, his chính là của anh ấy. Câu số 40. Cái con robot này có thể làm việc nhà. Rồi, việc nhà, đây chính là bị động các bạn. Của động từ khiếm khiếp can be. Rồi, can be cộng với 3 trên chấm. Câu số 41. Trời thì nóng bây giờ, vì vậy chúng tôi sử dụng rất là nhiều điện. Nếu đây chính là câu nói trái với hiện tại. Chúng ta dùng loại 2, một cái quá khứ, một cái quá khứ cộng với 1. Nếu trời thì không nóng, không quá nóng bây giờ. Phải các bạn. Chúng tôi, nếu trời không nóng thì chúng tôi sẽ không nha các bạn. Would not consume a lot of electric. CT chấm cái nha.
Câu số 42. Cái bài test thì quá khó cho chúng tôi để làm. Rồi. Thì cái bài test thì không đủ dễ nha. Thông thường các bạn có từ such that, so that, to, enough. Mấy cái này liên quan với nhau các bạn. The test wasn't easy. Tính từ cộng enough. Easy enough. The test wasn't easy enough for chúng tôi, for us, để làm to do. Chấm cái các bạn. Câu số 43. Tôi học chăm chỉ để ba mẹ tôi cảm thấy vui. Cậu bé nói nè. The boy said that. Có đắt cũng được, không có cũng được. The boy said that. Đây là câu tường thuật của câu câu gì? Câu khẳng định. Rồi chúng ta giữ nguyên ha, giữ nguyên không thêm if hoặc where the. The boy said that. Cậu bé nói rằng anh ta lùi thì nha các bạn, ở trên nó cho là chữ lên nè. Cái lùi quá khứ nha, he learned. Ed hoặc là he learned. T. Chăm chỉ. Rồi. Để nè. Quan trọng khúc này thì khó các bạn. So that để nè. My parents, các bạn chuyển thành chữ his parents. Will á, các bạn biến thành chữ would, phải lùi thì nha. Nhiều vế thì các bạn cứ lùi nhiều vế cũng đề hết. Would feel happy. Chậm. Lưu ý hai vế thì cứ lùi hai vế. Không vấn đề gì. Câu số 44, where are you spending your holidays? Nơi nào mà bạn trải qua cái ngày nghỉ của bạn? Janet hỏi chúng tôi. Janet ask các bạn. Ask. Bây giờ đây chính là câu tường thuật của câu WS, các bạn giữ nguyên chữ này nè ha. Rồi nhắc lại các bạn là các bạn theo dõi cái video ha, là về viết câu tường thuật trực tiếp. Where các bạn, you các bạn chuyển thành chữ we, bởi vì phía sau là ask us rồi các bạn. Janet ask là where we, ở trên là are spending thì các bạn chuyển thành we were spending. Do thì chuyển thành our nha các bạn. Holiday. Chấm. Các bạn cứ dịch ra các bạn thấy chắc chắn là chuyển rồi. Rồi câu số 45. Tôi không thể sửa được cái lọ hoa bị bể. Cái lọ hoa bị bể không thể được sửa. Trên bài ta dùng could, các bạn dùng could lại. Thêm chữ be chính giữa. Động từ biến thành V3. Không cần chữ by, chấm thôi. Câu số 46, chuyến bay tới Moscow kéo dài 3 và một nửa giờ. It took. Rồi, thúc thắt các bạn. Đây chính là cấu trúc thắt. Khi mà cái chữ thắt các bạn nhớ cái chữ spend ha. Rồi, cấu trúc đã các bạn đã được học trong trường lập trình lớp 6 các bạn, lớp 8 các bạn là thúc someone. Ở đây, ở trên á, người ta không nói someone là ai hết, các bạn có thể dùng chữ us. Các bạn không thích, các bạn dùng chữ me. Không sai nha. It took us. Rồi, took someone tới thời gian nha. Công thức của chúng ta là someone tới thời gian. Rồi, someone thời gian to verb. To verb. Verb các bạn dùng chữ fly nha. Fly to. Hay các bạn dùng chữ go cũng được. Ở đây dùng chữ fly là chuẩn nhất. To Moscow. Chấm cả. Rồi. Câu số 47. Chúng tôi thì trễ cho trường bởi vì trời mưa. Rồi. Câu này thì cũng giống như một cái câu đề thi trước đây các bạn. Ở cái câu ở trên á. Người ta kêu các bạn chuyển nè. Because of là cộng danh từ ở đây là because it nè. Bởi vì the heavy rain, bởi vì cơn mưa nặng. Because it, it là trời các bạn. Ở đây chúng ta phải dùng quá khứ nha. Vì sao câu trên ta dùng quá khứ? Were late. Because it was. Ở đây chúng ta dùng động từ mưa luôn các bạn. Quá khứ dùng động từ mưa luôn. Rain, heavily. Bởi vì trời mưa nặng. Rồi.
Chúng tôi thì trễ. Cho trường hợp chấm cắt. Câu số 48. Lan không có đủ tiền, vì vậy cô ta không thể mua cái từ điển. Bởi vì Lan không có đủ tiền thì gì? Thì hiện tại nha các bạn. Ở câu này không có lùi thì gì hết, bởi vì Lan không có đủ tiền. Phải nha các bạn, không có xôi ở đây nha. Chúng ta dùng xôi, mình dùng đã bị khơ rồi, không có xôi hết trong tiếng Anh á. Thì chỉ có một chữ, một cái liên từ thôi. She can't buy a new dictionary. Chấm. Câu số 49. Thật là đáng tiếc tôi không thể tham gia với bạn bây giờ. Tôi ước gì? Đây chính là câu ước các bạn ha. Các bạn cứ dùng quá khứ trong trường hợp chính chúng ta. Hệ thường. Tôi ước gì tôi có thể, trong bài dùng khăn các bạn dùng code join you now. Xong. Chúng ta là cấu trúc rất quen thuộc. Câu 50. Cậu bé, cái người mà tôi nói với bạn về, là một người rất là giỏi tennis. Tôi nói với bạn về cái cậu bé, cái người mà, các bạn có dịch ra các bạn sẽ làm được cái người mà. Ở đây các bạn không dùng chữ whom, bởi vì whom cộng s cộng v cộng who cộng verb ha. I told you about the boy who, các bạn who is very good at tennis. Các bạn nhiều bạn thích làm phức tạp vấn đề hơn thì các bạn dùng là who plays tennis very well. Ha, câu nó khó hơn. Tuy nhiên dùng như vậy cho nó chắc ăn nha các bạn. Câu số 51. Tại sao chúng tôi không trải qua dành tiền nghiên cứu năng lượng mặt trời? Nga nói. Nga đề nghị chúng ta nên subject, các bạn đã biết cách xài rồi. Chúng ta nên cộng với 1 này, suốt với 1. Sử dụng tiền trên việc nghiên cứu trong cái năng lượng mặt trời. Số là energy. Coi các bạn viết lại thôi, cấu trúc rất thân thuộc. Câu số 52, người ta sản xuất champagne ở Pháp. Rồi, đây chính là câu bị động. Bị động của thì gì? Bị động của thì hiện tại đơn. Chủ ngữ mới sẽ xây số nhiều, số ít dùng is, produce. B cộng với 3 các bạn. In France. Chấm nha. Câu số 53. Tôi muốn làm một bác sĩ. Cô ấy nói. Cô ấy nói rằng. Cô ấy. Đây chính là câu tường thuật của câu khẳng định. Cô ấy các bạn muốn. Wanted. Biến quá khứ nè. Lùi thì nè. To be a doctor. Chấm. Câu số 54. Anh ta đi ngủ sớm bởi vì cái sự bệnh của anh ta. Bởi vì anh ta ở trên các bạn, người ta dùng chữ because of. Ở đây chúng ta dùng chữ because, bởi vì anh ta quá khứ ha, thì bệnh. Các bạn dùng chữ tính từ nha, không dùng danh từ. Dùng danh từ là sai á, bởi vì chúng ta dùng to be. Ở trên là because of cộng danh từ nè. Còn dưới là because he, chủ ngữ cộng cộng từ. Because he was sick, he went to bed. Một số bạn sáng tạo để chữ so đây là sai nha. Nó nhắc các bạn rồi, trong một câu không có hai cái liên từ. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 55. Cô ta không biết câu trả lời, vì vậy cô ta không nói với bạn. Đây chính là câu if loại 1. Nếu cô ta biết câu trả lời quá khứ nè. Phải would put cộng với 1, cô ấy có thể nói với bạn. Chấm. Câu số 56, tôi thì không cao bằng Peter. Peter thì cao hơn tôi. Nhiều câu nó dễ các bạn ha. Bởi vì trong cái đề thi chương trình lớp 10 các bạn, vào lớp 10 các bạn,
thì cái đề thi được thiết kế là hai câu dễ, hai câu khó. Hai câu dễ cho các bạn trung bình và hai câu khó cho các bạn học sinh khá, học sinh giỏi. Câu số 57, người ta nói tiếng Anh khắp thế giới. Người ta nói tiếng Anh khắp thế giới, tiếng Anh. Đây chính là câu bị động các bạn, bị động của thì hiện tại đơn. Chủ ngữ mới English là số ít, is spoken. By people không cần nha các bạn, on over the world. Rồi, đây chính là bị động không có gì hết. Câu số 58. Nhiều cây chết bởi vì thời tiết xấu, bởi vì thời tiết. Rồi, chỗ này các bạn phải xác định sử dụng thì gì nha. Quan trọng nhất chỗ này nè. Ở trên dùng quá khứ, dưới bạn dùng quá khứ luôn. Bởi vì thời tiết thì xấu, phải nhiều cây chết. Chấm nha. Câu số 59. Anh ấy đã học tiếng Anh 6 năm, anh ta bắt đầu. Câu này cũng hay có rồi các bạn. Anh ta bắt đầu học, start cộng work in, study in, học tiếng Anh. Anh ta bắt đầu học. Ở trên người ta dùng thì hiện tại hoàn thành là for 6 years. Ở dưới đây các bạn dùng thì quá khứ đơn nên các bạn dùng ago. Rồi. Câu 60, tôi không có chìa khóa vì vậy tôi không thể vào nhà. Nếu như tôi if loại 2 có ha, trái với hiện tại, một vé quá khứ, một vé cuối cộng với 1. Có cái chìa khóa. Tôi không có xô vào đây hết nha các bạn. Tôi có thể vào trong ngôi nhà. Câu 61, Nhật Bản sẽ đưa 200 cái cây cherry cho Hà Nội vào năm 2021. Rồi, 2021. 200 cái cây cherry thì đây chính là câu bị động nha các bạn. Bị động của thì gì? Bị động của thì tương lai. Rồi, will be cộng V3 given, given by 200 cái cây cherry sẽ được cho Hà Nội ha. Hà Nội. Bởi người Nhật Bản, bởi nước Nhật Bản. Rồi, Japan. Vào tháng 3. Chấm cái nha các bạn. Bây giờ chúng ta qua câu số 62. Tôi bắt đầu làm việc trong cái nhà máy này cách đây 5 năm. Rồi, câu này rất là quen thuộc, viết đi viết ngược lại các bạn. Tôi đã làm việc. Work. Các bạn bỏ chữ started, đừng dùng chữ đó lại nha. I have worked trong nhà máy này. Rồi, bây giờ chúng ta dùng thì hiện tại âm thanh đó, các bạn dùng chữ for học sinh nha. Ở đây là khoảng thời gian các bạn dùng chữ for. Câu 63, thời tiết thì xấu nhưng chúng tôi đi đến trường đúng giờ. Dù cho thời tiết thì xấu. Phải. Bạn nào viết chữ but ở đây sẽ sai nha. Lưu ý. Nhưng trong tiếng Anh nó although không có but nha các bạn. Các bạn xem các video của các đề thi đó ha. Thì đã nói cái vấn đề này rất là rõ. Although the weather. Although the weather was bad. Dù cho thời tiết thì xấu phải các bạn. Chúng tôi đi đến trường đúng giờ. Câu số 64. Họ viếng thăm lần cuối cùng cái nhà của họ cách đây 5 năm. Đó, cái câu này rất hay có, các bạn lưu ý nha. Thành thạo để họ ra cỡ nào các bạn làm được hết. Họ đã không viếng thăm nhà của họ, ngôi làng của họ. Rồi, ở đây các bạn dùng chữ for ha, bởi vì chúng ta có 5 năm, 5 years.
chấm. Câu 65, họ phải hoàn thành cái bài test này đúng giờ. Cái bài test này, rồi đây chính là câu bị động must be cộng với 3 complete on time. Không cần bài nha các bạn. Câu 66, cái loại sách nào bạn thích nhất Linda? Peter hỏi. Peter hỏi Linda. What cho các bạn viết lại. What kind? What kind of book? Khó nhất là chỗ này các bạn. Do you like? Hỏi ai? Hỏi Linda. Linda cho nữ đi nha các bạn. Là she. What kinds of books? Rồi ở trên dùng hiện tại là do you like các bạn. Đây dùng quá khứ nha. Lưu thì. Best. Các bạn lưu ý nha. Nhiều bạn chỗ này là what kinds of book là did you like là checklist đó nha. Lưu ý. Câu 67, hãy bỏ rác. Hãy đặt những cái thùng rác khắp sân trường. Tôi đề nghị rồi chúng ta hãy các bạn ha quy nè suốt đặt cái thùng rác garbage bin around the school yard. Các bạn lưu ý ha, đây chính là cách dùng subject nè. Ở đây các bạn có nhiều hơn một cách làm. Bỏ chữ suốt đi một cách ha, có chữ suốt. Cách thứ ba là các bạn là I suggest putting cũng được các bạn. Dùng động verb in cũng được. Có một số câu là có nhiều cách làm, nhưng có một số câu chúng ta bắt buộc phải dùng chủ ngữ ha. Khi mà chủ ngữ của chúng ta rõ ràng là chúng ta phải viết. Còn ở đây we nè các bạn là một chủ ngữ chung thì các bạn có nhiều cách viết hơn. 68, cái hành tinh là Venus là sao Kim. Trái đất à, cái hành tinh này thì gần với trái đất. Ở đây ta cho các bạn cái hành tinh cái mà is các bạn thì gần nhất với closest to gần nhất nha, gần nhất với trái đất là sao Kim Venus chấm. Câu này chính là câu mệnh đề quan hệ. Câu 69, người ta sắp sửa xây một cái thư viện mới trong khu vực này. Một cái thư viện mới sắp sửa nha. Ở trên câu trên trên á, người ta cho các bạn là be going to, các bạn giữ nguyên lại là be going to. Ở đây là is going to. Rồi. Bị động là bị chỗ này các bạn. Be built in the area. Chấm. Câu này khó nhất là chỗ này các bạn. Đây, bị động bị khúc này nha. Đây chính là câu bị động. Câu 70. Aspect là cái khía cạnh nào của việc học tiếng Anh mà bạn thấy là khó nhất? Cô ta hỏi tôi. Cô ta hỏi tôi. Rồi đây chính là câu tường thuật của cái câu WH và diễn viên. Cái khía cạnh nào, diễn viên tự hỏi này các bạn, của việc học tiếng Anh? Rồi đây là do you find, chính là ai found, lùi thì ha. O-U-N-G. Rồi, file, file. Khó nhất. Difficult. Chấm cái các bạn. Rồi, she asked me what aspect. Lưu ý chỗ này các bạn. Nhiều bạn nhầm chỗ này nha. Đây không có hỏi nữa nha. Ở đây là do you find. Do bởi vì ta mượn trợ động từ. Nó là câu hỏi, ta mượn trợ động từ thôi. Vậy các bạn bỏ đi. Do biến thành I, find biến thành found.
Câu số 71, Lan nói tại sao bạn không hỏi giáo viên để giải thích cái câu hỏi lần nữa? Lan hỏi tôi. Tại sao bạn không hỏi cái tại sao tôi các bạn? Tại sao tôi, không hỏi quá khứ nha. Lùi thì thành quá khứ. I didn't ask the teacher to explain the question again. Chấm. Rồi, câu tường thuật của không không có gì các bạn. Câu số 72, nó tốn mình 2 giờ để làm bài tập về nhà mỗi ngày. Rồi. Thông thường ta cho các bạn là task, ta thêm các bạn dùng chữ spend hoặc là ngược lại nha. Các bạn nắm cái cấu trúc này. Vì hàng sàn qua sàn lại nó như đó các bạn. Min spend. Spend. Rồi, ở trên nó là task someone cộng thời gian cộng to verb, ở dưới á là min spend thời gian, 2 hours. Rồi, verb in, do in his homework every day. Chấm cái. Lưu ý nha các bạn. Take someone thời gian to verb, spend thời gian verb in. Câu số 73. Chúng tôi thì trễ cho trường lớp học bởi vì mưa lớn, bởi vì trời. Chúng ta qua câu số 73. Tôi đang làm việc trong một nhà hàng. Cô ấy nói rằng. Rồi. Cô ấy các bạn. Ở trên người ta cho các bạn thì present continuous. Thì các bạn dùng lùi thì. Ở đây là past continuous. She was working in a restaurant. Chấm cái nha. Câu số 74, nó là 2 năm từ khi tôi nói chuyện với cô ta cuối cùng. Cái chữ last này các bạn, trong các đề thi đã nói các bạn rồi, nó chính là trạng từ. Trong câu này nó là trạng từ. Còn một số câu á, động từ thì nó nghĩa là kéo dài. Nó là 2 năm từ khi tôi nói chuyện với cô ấy lần cuối cùng. Tôi đã không nói chuyện với cô ấy. Hiện đang thành ha. Cái này cấu trúc quen thuộc các bạn, spoke to her. Ở đây hiện tại hoàn thành nên các bạn dùng chữ for. For gì? To year. Chấm cả. Câu 75, nó rất là khó để học tiếng Anh. Học tiếng Anh thì rất khó. Is very difficult. Chấm cả các bạn. Câu số 76, nó thì 20 năm từ khi tôi rời trường. Tôi đã rời trường. Nó thì 20 năm từ khi tôi rời trường. Tôi đã rời trường. Các bạn dùng thì hiện tại hoàn thành nha. Vì for 20 years. Chấm cả. Có nghĩa là từ khi rời trường tới thời điểm là 20 năm các bạn. Câu số 77, chúng tôi vừa mới mua một căn nhà mới. Ở đây a new, người ta gợi ý cho các bạn mà dùng thì bị động a new house. Ở đây các bạn sai chỗ này nè. Ở đây là has nha. Has just cho các bạn been bought. Không cần by us. Rồi các bạn lưu ý nè, has just been bought. Vì sao lưu ý chỗ này? Bởi vì một số bạn các bạn sử dụng cái từ just rồi nè, các bạn bỏ chỗ đây. Has been just bought. Chật lắc nha. Câu số 78, tôi phải làm tất cả bài tập bây giờ. Nam nói. Rồi, Nam nói các bạn rằng anh ta. Trong cái video về câu trường hợp trực tiếp đã nói các bạn rồi. Chữ must các bạn phải chuyển thành chữ has to nè các bạn. Has to do on the homework. Housework ha. Housework là bài tập là công việc nhà, còn homework là bài tập về nhà các bạn. Chữ now các bạn chuyển chữ đen. Câu này các bạn lưu ý ở chỗ này, thứ nhất là has to, must chuyển thành has to. Thứ hai là chữ đen. Câu số 79 các bạn, can you type the letter right now? Bạn có thể đánh
cái lá thư bây giờ không? You can. Rồi, you can type the letter right now. Phải các bạn. Can you? Dấu hỏi. Ở trên bài này các bạn, người ta dùng một cái câu hỏi ở dưới này, không phải câu đề nghị, các bạn cũng dùng là câu hỏi nhưng nó là câu hỏi đuôi. Rồi, câu hỏi đuôi các bạn. Người ta như vậy, nó ghi như thế này, you can bắt buộc chúng ta phải dùng câu hỏi đuôi thôi. Can you? Ở đây you can, đây là can you. Câu 80, họ vừa mới bán căn nhà cũ này. Câu số 80, Helen chơi piano tốt hơn Elizabeth. Elizabeth không chơi piano. Ở Helen thì chơi piano tốt hơn Elizabeth, có nghĩa là Elizabeth không chơi piano tốt bằng nha các bạn. Ở đây các bạn dùng chữ as, well as, giỏi bằng nha các bạn. Tại sao chúng ta dùng well không dùng good? Bởi vì động từ của chúng ta chữ play, as well as Helen. Chấm cái các bạn. Câu số 81. Anh ta bị phạt bởi vì anh ta cư xử xấu các bạn. Câu này các bạn không biết được cái danh từ của từ behave, các bạn sẽ không làm được nha. Ở trên á, người ta dùng chữ because cộng s cộng v. Ở đây chúng ta dùng because of, chúng ta cộng một cái cụm danh từ his các bạn. Ở trên á là chữ badly là trạng từ, chúng ta biến thành tính từ. Bởi vì chúng ta dùng danh từ của từ behave chính là behave, v a. Rồi chúng ta kiểm tra xem cái chữ từ behavior chúng ta viết đúng chưa nha các bạn. Thiếu chữ u hay là không có chữ u cũng được. Vì hay đây không có chữ u cũng được các bạn. Đây là không có chữ u này. Còn đây là có chữ u. Rồi bạn viết sao cũng được. Because of his bad behavior, phải anh ta bị phạt. Vớ này. Chấm các bạn. Câu số 82. Bạn có nhớ cái chuyến thăm đầu tiên của bạn đến Hồ Chí Minh không? Bạn thấy dấu hỏi các bạn. Có nghĩa là chính là câu hỏi đuôi. You remember. Bạn nhớ cái chuyến đi của bạn, your first visit to Hồ Chí Minh City, viết tắt các bạn. Thi các bạn không viết tắt nha. Ở đây hướng dẫn các bạn. Ở your first visit to Hồ Chí Minh. Ở phía trước, câu hỏi đuôi là ở phía trước các bạn dùng thì gì? Hiện tại, phía sau các bạn dùng thì hiện tại luôn. Phía trước là câu khẳng định, phía sau các bạn dùng khẳng định. Trần du. Rồi, lưu ý nha các bạn, đây chính là câu hỏi đuôi. Câu số 83. Tại sao chúng ta không sử dụng vỏ chuối thay vì vỏ lá chuối thay vì cái túi nhựa để mà tiết kiệm năng lượng? Rồi, what about, cái công thức này các bạn đã được học ở chương trình lớp 6 rồi. What about cộng verb in. Về việc sử dụng lá chuối, banana leaf, thay vì túi nhựa để mà tiết kiệm năng lượng. Energy. Rồi. Câu này không có gì. Câu số 84, họ làm sạch căn phòng này mỗi ngày. Căn phòng này bị động nha các bạn.
Bị động của thì hiện tại đơn, các bạn dùng is cộng với 3. This room is clean every day. Chấm. Câu 85. Bạn có thích uống cà phê không? Tom nói với Mary. Tom invite Mary. Invite someone to do something. À, trong trường hợp này các bạn là to have some coffee. Rồi, invite someone to do something. Chấm nha. Câu số 86. Tôi không thể nhớ tên người đàn ông đó. Anh ấy gọi tôi tối hôm qua. Cái người đàn ông. Tôi không thể nhớ tên người đàn ông này các bạn. Cái người đàn ông có cái tên. Rồi. Chữ who's nè. Đã chỉ cho các bạn rất nhiều cái đề thi lớp 10. Có nghĩa là cái danh từ phía sau của danh từ phía trước là cái tên của cái người đàn ông này các bạn. Rồi. Cái người đàn ông có cái tên mà tôi không thể nhớ. Đã gọi tôi tối hôm qua, last night. Chấm cái các bạn. Câu số 87. Người ta không hiểu anh ta bởi vì anh ta không nói rõ ràng. Nếu, rồi lại gặp câu if. Trái với hiện tại if 2, một vế quá khứ, một vế would could cộng với 1. Nếu anh ta nói một cách rõ ràng, phải rồi người ta các bạn ha, people. Ở đây các bạn dùng could nha. Rồi, people could hiểu anh ta. Rồi, chấm. Đây chính là câu if loại 2. Câu 88. Cái lần cuối cùng mà cô ấy đi ra ngoài với đi chơi với anh ta là cách đây 2 năm. Rồi, câu này cũng rất thân thuộc. Cô ấy đã không đi chơi. Ở đây là gone cho các bạn. Hasn't gone out with him. She hasn't gone out with him for 2 years. Chấm. Câu 89. Anh ta thường đi bơi khi anh ta là một đứa trẻ. Rồi. Anh ta thường đi bơi khi anh ta là một đứa trẻ có nghĩa là chỉ một hành động trong quá khứ và đã chấm dứt nha. Trong chương trình tiếng Anh 8 các bạn đã được học chữ used to cộng với 1. Có nghĩa đã từng. He used to go swimming when he was a boy. Chấm nha. Bây giờ chúng ta qua câu số 90. Nhà khoa học đã giành được cái giải thưởng Nobel bởi vì ông ta khám phá ra một hành tinh mới. Đây chính là câu mệnh đề quan hệ bởi vì chúng ta có chữ who. Rồi, chúng ta có chữ who. Thì các bạn biết chữ who các bạn là cộng động từ. Nhà khoa học. Cái người mà, who cộng động từ ha. Cái người mà khám phá ra, discover tới động từ nha. Một hành tinh mới đã chiến thắng, has won. Chúng ta dùng là thì của họ thôi, không vấn đề gì hết các bạn. Has won the Nobel Prize. Nhớ chấm một cái nha. Xong, đây chính là câu mà đề quan hệ thôi. Không có gì. Câu 91, cái bài test thì không dễ, không đủ dễ cho chúng tôi để làm. Bài test thì quá khó ha. Cho chúng tôi. Ở trong bài các bạn là for her, chúng ta dùng loại for her to do. Rồi, đây là dạng bài quen thuộc. Câu 92, are you writing to your pen for now? Là bạn đang viết thư cho cái người bạn thư của bạn bây giờ phải không? Đây chính là câu tường thuật. Câu yes no. He asked me
if hoặc là whether. Này đã nói với các bạn rồi. If hoặc whether. Are you writing? Chữ you các bạn chuyển chữ I. Rồi, are writing chính là I was writing to your pen pal các bạn, thành là my nha. My pen. Các bạn cứ dịch ra, các bạn thấy là chữ you chuyển thành chữ I là hợp lý liền. Nào bạn biến thành chữ Dan. À, bạn có viết thư cho người bạn của bạn bây giờ không? Anh ta hỏi tôi, nếu tôi you các bạn phải chuyển I đúng không? Nếu tôi viết thư cho người bạn của tôi. Bạn dịch ra các bạn sẽ biết là you sẽ chuyển thành I liền luôn. Câu 93, bạn có thích xem phim tài liệu không? Anh ta nói với tôi, he asked me. Đây chính là câu tường thuật của câu hỏi yes no if của các bạn. If hoặc là whether. Anh ta hỏi tôi if hay whether nè. I like watching lù thì ha. Phim tài liệu. Documentary chấm cái. Câu 94, Hoa thì rất là bận bây giờ, vì vậy cô ta không thể giúp được mẹ cô ta làm việc nha. Nếu if loại 2. Nếu Hoa lùi thì nha các bạn. Hiện tại quá khứ nè, nếu Hoa thì không bận. Nào, phải cô ấy rồi, một vế quá khứ, một vế là would could cộng với một. Có thể giúp đỡ mẹ của cô ấy với bài tập về nhà. Housework. Câu 95, họ đề nghị là cấm quảng cáo trên TV. Họ đề nghị rằng quảng cáo, đây chính là câu khó này bạn. Có từ subject nhưng mà khó, khó chỗ là vừa biết sử dụng từ subject này, vừa phải chuyển thành câu bị động. Họ đề nghị rằng quảng cáo phải nên các bạn. Should be cộng với 3 là quá khứ nè. Cấm. Rồi, chữ van gấp đôi chữ N, bởi vì trước chữ N là chữ A là nguyên âm. Cấm trên TV. Câu này nhìn như vậy mà khó càng dễ sai nha. Should be verb. Vừa là subject, vừa là bị động. Câu 96, anh ấy không chỉ hát giỏi mà còn nhảy đẹp. Câu này khó ở chỗ là các bạn phải biết được cái từ not only đứng đầu câu thì phải đảo ngữ. Và trong trường hợp này, he sings đảo ngữ cho động từ thường, các bạn mượn trợ động từ does, bởi vì nó là số ít. Does he sing? Chỗ này không có s nha, bởi vì các bạn đã đưa chữ does đến đầu rồi. Not only does he sing well. Câu này khó nha, bởi vì có đảo ngữ. But also dances beautifully. Chấm nha. Rồi đảo ngữ các bạn, những cái từ phủ định đứng đầu câu các bạn phải đảo ngữ ha. Ví dụ not only, never, seldom, no, soon now. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 97. Ba mẹ của tôi sẽ bán căn nhà này ở miền quê. Căn nhà ở miền quê bị động ha, của cái động từ khiếm khuyết. Sẽ will be cộng với 3, sold, sẽ bị bán bởi ba mẹ của tôi. Chấm cái. Câu 98, tôi xin lỗi David không thể ở Huế cho cái lễ hội. Tôi ước gì? David. Cứ ước chương trình lớp 9 các bạn, hãy thường các bạn có dùng quá khứ nè. Can các bạn biến thành could be in Huế for the festival. Chấm cái. Câu số 99, nếu như người đàn ông không đến, chúng tôi sẽ bắt đầu cái hội nghị mà không có anh ta. Trong câu này người ta ý người ta nói các bạn chữ if này nè. If not chính là chữ unless này. Nếu cái người đàn ông đến, thêm s nha các bạn. Câu này có nghĩa là if các bạn. If not thì nó bằng chữ unless. Mà chỗ đây các bạn bỏ chữ doesn't, chữ này bạn bỏ thêm s. Các bạn sai sai chỗ chữ này nè.
Unless the man arrives. Phải viết lại hết. We will start the conference. Viết down here. Chấm cái nha. Lưu ý ha, if not bằng unless, và chỗ này bỏ chữ doesn't đi thì nó có s. Bạn trai của tôi thì bây giờ ở trong bệnh viện, anh ta bị thương trong một cái vụ tai nạn. Đây là mệnh đề quan hệ. À, không giới hạn. My boyfriend, who gì? Who, cái người mà. Các bạn kiếm động từ nha, thông thường ta ở cái phía sau trước. Rồi mình tới phía trước nha các bạn. Rồi, các bạn dùng phía sau trước nha. Nhiều câu trước sau gì cũng được hết, và chúng ta nên dùng cái phía sau trước. Đúng nhiều hơn. Who was injured? Cái người mà bị thương trong cái vụ tai nạn, chỉ accident. Phải nha, trong bài người ta đã cho chúng ta phải rồi. Thì bây giờ trong cái bệnh viện viết lại thôi. In the hospital. Chấm cái nha các bạn. Rồi, chấm cái. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong 100 câu tổng hợp của các đề thi vào lớp 10 của các tỉnh thành. À, để làm tốt cái phần này, các bạn phải nắm vững cấu trúc. Bạn nào chưa hiểu cấu trúc nào, các bạn cứ để lại comment. À, sẽ giải thích thêm cho các bạn. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi, và các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách đăng ký, like, share. Hẹn gặp lại các bạn 100 câu viết câu không đổi nghĩa chương trình lớp 10, 11, 12. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Xin chào và tạm biệt các bạn.